Các bạn thân mến, tiếp theo loạt bài về các tuyệt chiêu trong Excel. Hôm nay, Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn cách trộn thư và gửi email hàng loạt trong Excel. Ví dụ, chúng ta có một bảng dữ liệu bao gồm cột địa chỉ email và bảng lương của các nhân viên trong một công ty nào đó. Chúng ta muốn hàng tháng sẽ gửi các email hàng loạt đến từng nhân viên với nội dung khác nhau, cụ thể là thông báo lương cho nhân viên. Để thực hiện được điều này, chúng ta sẽ kết hợp tính năng Mailmerger ở trong Word và chức năng gửi email hàng loạt trong Outlook. Để trộn thư và gửi email hàng loạt trong Excel, các bạn cần chuẩn bị các thành phần bao gồm file Excel chứa bảng dữ liệu và file Word đã chứa cái mẫu thư mà chúng ta soạn thảo với các trường cần điền vào thì các bạn để trống. Này, các bạn quan sát. Các bạn lưu ý rằng là nếu chúng ta muốn tô đậm các cái vị trí muốn thay thế thì các bạn có thể kích vào vị trí đó và ấn vào nút tô đậm. Cái thứ ba là các bạn cần một tài khoản Gmail để có thể gửi thư đi hoặc địa chỉ email mà chúng ta có thể cấu hình được trên Outlook. Và các bạn quan sát thấy rằng cái email này thì ban đầu thì tôi để hộp thư đến và hộp thư đi là để trống, để tí nữa chúng ta sẽ xác định xem kết quả thực hiện của quá trình gửi hàng loạt. Cái thứ tư là các bạn cần cấu hình địa chỉ email vào Outlook để kiểm tra cái việc cấu hình này đã hoàn thành hay chưa, thì các bạn kích vào menu file và ở thẻ info các bạn quan sát thấy nếu mà các bạn cần thấy địa chỉ email ở đây thì tức là cái việc cấu hình đã được hoàn thành. Nếu các bạn chưa biết cấu hình địa chỉ Gmail hoặc email trên nền tảng Gmail vào Outlook thì các bạn có thể kích vào chữ hiển thị thêm ngay bên dưới video này để xem hướng dẫn cấu hình Gmail trên Outlook. Đối với tài khoản email của Yahoo thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Đó là những nội dung mà chúng ta cần chuẩn bị. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào Word để tiến hành Mailmerger và gửi email hàng loạt. Các bạn vào thẻ Mailing. Ở Select Resize, các bạn chọn User Unassigned và các bạn link đến thư mục có chứa file Excel là bảng lương chẳng hạn. Sau đó và kích OK. Ở đây tức là khi đó cái bảng lương đã được thêm các cái trường vào Mailmerger thì các bạn đặt chuột tại cái vị trí muốn thêm và các bạn kích vào Insert Merger File và chọn các cái trường phù hợp. Đây, các bạn quan sát trên video đây là lương chính. Các bạn quan sát thấy rằng tôi đã để các cái vị trí này đều in đậm nên là khi tí cho in ra thì các cái trường sẽ được tô đậm tương ứng. Sau khi thêm đầy đủ các trường xong thì các bạn kích vào nút Preview Resume để xem kết quả. Và các bạn có thể kích vào các đây để xem các cái thư khác với các trường khác nhau. Đó. Sau khi ưng ý với việc trộn thư thì các bạn tiến hành kích vào Philip Maker và chọn Email Messenger. Cửa sổ xuất hiện, các bạn chọn trường email, tức là cái cột email. Còn ở Subject Line, các bạn nhập vào tiêu đề của lá thư mà chúng ta sẽ gửi cho nhân viên. Ở đây ví dụ tôi gửi là thông báo lương tháng 4. Các bạn kích chọn All để gửi hàng loạt. Sau đó kích OK. Sau khi load xong như thế này thì các bạn sẽ vào Outlook và kiểm tra cái quá trình gửi. Các bạn kích thẻ Send Resize và chọn Show Progress. Đây như thế này nó có nghĩa là xử lý đã thành công. Khi thấy thông báo như thế này có nghĩa là cái việc gửi mail đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ vào địa chỉ email để kiểm tra kết quả. Các bạn có thể nhận thấy rằng là lúc trước trong inbox là không có thư đến thì bây giờ đã có thư. Các bạn kích vào các cái lá thư này xem thử đây. Đúng như cái mẫu mà chúng ta đã soạn thảo lúc trước và
Các thư này thì các trường cũng đã đều thay đổi từ đấy. Sở dĩ email bởi vì là do cái địa chỉ email mà tôi gửi lúc trước là không có thật, chỉ có email của không đúng nên là nó sẽ báo lỗi, nó sẽ gửi lại. Đó. Các bạn quan sát thấy là các email của chúng ta đã gửi vào các cái trường nó thay đổi đúng theo yêu cầu đặt ra lúc này. Các bạn quan sát trên video. Như vậy, hôm nay Đức Huy Lê Challenge đã hướng dẫn xong các bạn cách trộn thư và gửi email hàng loạt trong Excel. Đề nghị các bạn kích nút like, nút đăng ký dưới video này để đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Đồng thời, các bạn kích vào nút hiển thị thêm bên dưới video để xem thêm các tuyệt chiêu trong Excel. Xin chân thành cảm ơn.